Bạn đã sẵn sàng lặn xuống vùng biển nguy hiểm nhất hành tinh chưa? Đùa thôi. Hãy đặt đồ bơi của bạn trở lại kệ và tin tôi đi, sẽ an toàn hơn nhiều khi nhìn những vùng biển đó từ xa. Một số vùng biển thì đầy cá mập, trong khi những vùng biển khác lại đầy axit, và tôi thậm chí còn không biết còn điều gì tệ hơn nữa. Có lẽ là những nơi sâu và đáng sợ đến mức nhiều thợ lặn không bao giờ quay trở lại đó. Tôi sẽ để bạn tự quyết định xem đâu là nơi tệ nhất đối với bạn. Nếu đã từng đến Texas vào mùa hè, hẳn bạn biết trời nóng như thế nào và sẽ rất vui khi được ngâm mình trong làn nước lạnh như đá mà chẳng cần suy nghĩ quá nhiều. Màu sắc rực rỡ và có chút gì đó như thể không thuộc về thế giới này, Jacob's Well trông hệt như một nơi hoàn hảo để bạn làm điều này. Những người định cư lần đầu tìm thấy nơi này vào khoảng giữa thế kỷ 19, họ nhận thấy một hố nước phun nước cao tới 1,5 mét và quyết định đây sẽ là một đài phun nước uống phù hợp. Giếng có độ sâu trung bình là 36 mét và họ tin rằng đây là hang động ngập nước hoàn toàn lớn thứ hai ở Texas. Vì thế, khu giếng này với làn nước mát lạnh đã thu hút một số người dũng cảm nhảy từ một mỏm đá gần đó để khám phá. Tôi nghĩ là mình sẽ bỏ qua phần đó, còn bạn thì sao? Một số thợ lặn đã lặn sâu tới 30 mét và khám phá các ngõ ngách của hang động dưới nước. Và tất cả họ đều nói rằng điểm lặn này không hề dễ dàng gì. Một số người không bao giờ trở lại được mặt đất và đó là lý do tại sao họ nói đây là một trong những điểm lặn nguy hiểm nhất trên thế giới. Tất cả những ngách dưới nước đó có lúc trở nên hẹp đến mức bạn có thể bị mắc kẹt với tất cả các thiết bị. Vấn đề thứ hai là hang rất sâu. Và nó nguy hiểm ngay cả trên bề mặt. Nơi này có đường kính chỉ vẻn vẹn 3,6 mét và có đá xung quanh nên bạn có thể bị thương nếu ngã xuống đó. Và nếu tất cả những điều này chưa đủ thuyết phục và bạn vẫn muốn đi, bạn cần xin giấy phép đặc biệt để làm điều này. Giờ đây, bãi biển Hanaka Pi ở Hawaii chính xác là điều bạn nghĩ đến khi ai đó nói bãi biển hoàn hảo. Thế nên tôi biết bạn sẽ muốn đến đó. Nhưng trên thực tế, nó xứng đáng được đưa vào từ điển ở mục nguy hiểm. Nếu bạn vẫn đến đó, bạn sẽ nhận thấy một bảng đếm bằng gỗ cho biết số người bơi không thể quay trở lại bờ. Bạn sẽ thấy con số lớn hơn 80 và vì đó là số liệu không chính thức nên có thể còn nhiều hơn nữa. Nguồn gốc nguy hiểm ở đây là dòng nước xoáy cực mạnh và sóng cao hoàn toàn khó lường. Không có dạng san hô lớn trong đại dương ở khu vực đó, vì vậy không có gì có thể cản trở dòng chảy mạnh. Nếu bạn là người thích phiêu lưu và vẫn quyết định xuống nước và cuối cùng bị cuốn vào dòng nước xoáy, bờ an toàn nhất cách đó khoảng 10 km. Vì vậy, cơ hội sống sót là rất thấp. Thêm vào đó, bãi biển quá xa nên không có nhân viên cứu hộ xung quanh, nên chỉ có bạn chống chọi với đại dương. Và đại dương có nhiều cơ hội thắng hơn. Đó là lý do tại sao Hanaka Pi không phù hợp ngay cả với những người bơi lội và lướt sóng có kinh nghiệm. Chắc chắn không thiếu những bãi biển ở Hawaii, vì vậy bạn có thể chọn địa điểm khác làm nơi nghỉ ngơi của mình. Đảo Goeree, hay còn gọi là đảo Fraser, nếu bạn thấy khó có thể phát âm được từ Goeree. Có rất nhiều loài động vật hoang dã đa dạng và phong cảnh tuyệt đẹp. Nhưng trước khi bạn đến hòn đảo cát lớn nhất thế giới này, hãy nói về vấn đề an toàn. Chó dingo lang thang khắp nơi trên đảo, và chúng không phải là những chú Golden Retriever bình thường mà bạn vẫn hay gặp ở quanh khu nhà mình. Những con vật này có thể khó đoán và nguy hiểm cho con người nếu bạn khiêu khích chúng. Vì vậy, bạn không bao giờ nên cho chúng ăn hoặc tương tác với chúng, cũng như giữ thức ăn hay những thứ khác bên mình nếu không muốn thu hút sự chú ý của chúng. Và hãy tin tôi, bạn không muốn trở thành mục tiêu của chúng đâu. Mối đe dọa tiếp theo là những con rắn ẩn nấp trong đám cỏ cao. Du khách phải bám theo những con đường mòn được đánh dấu và luôn cảnh giác, đặc biệt là vào ban đêm. Xung quanh cũng có một số loài nhện cực độc. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể trốn khỏi tất cả các loài động vật đó khi ở dưới nước, thì thật bất ngờ, những con cá mập trắng và cá mập bò lớn sẽ đợi bạn ở đó. Bạn có thể gặp chúng nếu bạn xuống khu vực nước chỉ sâu hơn đầu gối mình. Ngoài ra, dòng hải lưu ở đây khá mạnh và các điều kiện đại dương có thể thay đổi nhanh chóng hoặc có vẻ yên tĩnh hơn thực tế. Không có nhân viên cứu hộ nào sẵn sàng cứu mạng bạn trong trường hợp có sự cố xảy ra. Vì vậy, bạn phải tự chịu rủi ro khi quyết định đi bơi. Và nếu bạn nghĩ rằng bạn có thể gọi trợ giúp bằng cách sử dụng điện thoại của mình, thì bạn sẽ chẳng trông chờ được gì vào mức độ phủ sóng di động ở đây đâu. Thời tiết ven bờ ở đây cũng thay đổi mà không hề có dấu hiệu báo trước. Mang theo những cơn mưa bão bất chợt, gió mạnh và nhiệt độ lên xuống thất thường. Điểm đến tiếp theo của chúng ta hôm nay là Blue Lagoon. Nhưng đừng quá hy vọng, chúng ta sẽ không đến spa tuyệt đẹp ở Iceland mà đến phiên bản ở Vương quốc Anh này.
Bơi ở đây giống như tắm trong thuốc tẩy. Không phải trò tiêu khiển yêu thích của bạn phải không? Tôi cũng chẳng hề thích thú gì. Nhà chức trách liên tục đưa ra cảnh báo không được bơi ở đó. Họ xếp khu mỏ đá vôi, từng được sử dụng ở đồi Harper, là vùng nước nguy hiểm nhất cả nước. Những vùng nước trong xanh trông giống xứ nhiệt đới này có độ pH kiềm cao do hiện tượng rửa trôi đá vôi. Nhưng điều đó không ngăn được hàng nghìn người đến đây khi thời tiết nóng. Da, mắt và dạ dày của bạn sẽ lãnh đủ hậu quả khi bạn ghé thăm nơi này. Bạn cũng có thể bị sốc nước lạnh hoặc va vào một trong nhiều món đồ đã bị vứt đi ở đó trong nhiều năm, từ xác xe ô tô cho đến các rác thải cơ bản. Vào tháng 3 năm 2020, tình hình trở nên tồi tệ đến mức họ thậm chí còn nhuộm đen nước đầm xanh để ngăn cản những người có ý định tới bơi lội ở nơi này. Tháng 8 năm 2014, một số người dân địa phương đã tìm thấy một hồ nước giữa sa mạc ở Tunisia. Ở đó rất nóng nên tôi chắc chắn bạn cũng muốn nhảy xuống đó ngay lập tức. Vùng nước mới có biệt danh là Hồ Bí Ẩn và thực sự đã trở thành một bí ẩn lớn. Tôi hy vọng bạn thích cách tôi chơi chữ. Hàng trăm người đã đến đây để bơi lội trong làn nước trong vắt, mát lạnh. Nhưng vài ngày sau, mặt hồ chuyển sang màu xanh đậm. Người dân địa phương không quan tâm đến điều này và vẫn tiếp tục tắm trong đó. Khi các nhà khoa học và chuyên gia địa chất tới nơi, họ tuyên bố hồ nước đang ở tình trạng đọng. Nước hồ không lưu chuyển qua lại với những dòng suối ngầm và những cơn mưa cũng không cấp nước cho hồ. Vì thế mà nước ở đây đầy mốc và bẩn. Hồ có một số loại tảo và nhiều vi khuẩn, có hại nguy hiểm cho cơ thể con người. Các nhà khoa học cũng phát hiện ra rằng đất ở khu vực này có cặn lắng phốt phát. Chất này có thể gây hại. Nhưng điều đó cũng không ngăn được người ta tắm trong hồ nước giữa sa mạc. Nó đến từ đâu vẫn còn là một bí ẩn. Một số chuyên gia cho rằng mưa lớn đã khiến nước lấp đầy một hố trên mặt đất. Một giả thuyết khác phổ biến hơn cho rằng một trận động đất đã hình thành trên một cái hồ. Hoạt động địa chất chắc chắn đã xé lớp vỏ trái đất phía trên mực nước ngầm. Và rồi những dòng suối ngầm đã lấp đầy kẽ hở. Về lý thuyết, một ngày nào đó hồ có thể rút nước trở lại, đột ngột như khi nó xuất hiện. Vì vậy, hãy nhanh lên nếu bạn muốn xem nó. Bạn đã bao giờ tắm trong mỏ kim cương chưa? Tôi đoán tốt hơn hết là bạn không nên thử nó, đặc biệt nếu chúng ta đang nói về Big Hole, hố lớn ở Kimberley, Nam Phi. 150 năm trước, nơi đây có một ngọn đồi bằng phẳng. Sau đó, tin tức lan truyền rằng ai đó đã tìm thấy những viên kim cương lớn trong khu vực. Hàng nghìn người cầm cuốc, xẻng, đổ xô tới khu vực này. Nó trở thành địa điểm khai quật thủ công lớn nhất thế giới và là một trong những điểm khai quật sâu nhất. Khu mỏ lớn dần, nước thấm vào hố, đá từ các bức tường di chuyển xuống sườn dốc. Họ phải chuyển sang khai thác ngầm bằng các đường hầm. Nó trở nên quá đắt đỏ nên họ quyết định đóng cửa mỏ sau khi tìm thấy khoảng 2.720 kg kim cương ở đó. Giờ đây, khu mỏ cũ đã chứa đầy nước với độ sâu khoảng 40m. Bơi ở đây thực sự nguy hiểm vì bạn không thể nhìn thấy đáy và thành hồ này quá dốc. Vì vậy, tôi đoán tốt hơn hết, bạn nên mang cơn sốt kim cương của mình đi nơi khác.